Làm việc là hạnh phúc. Ngôi nhà hoàn hảo. Bố chưa ngủ à? Có việc gì mà bố lại thức khuya thế? Bố còn đang suy nghĩ một việc nên chưa ngủ được. Có chuyện gì quan trọng hả bố? Dạo này bố ngồi chơi xơi nước cũng 1-2 tháng rồi, mà lương thì vẫn cứ nhận đủ. Bố thấy bức rứt lắm. Bố định mai lên công ty xin ông ấy cho về hưu. Ngồi không mà nhận lương, bố thấy khó chịu lắm. Bố đã cống hiến cả đời cho công ty, giờ bố cũng lớn tuổi, nên chắc bác ấy muốn bố được nghỉ thôi mà. Hơn nữa giờ bố lớn tuổi mà lặn lội ra công trường con lo lắm. Ừ, đằng nào vài tháng nữa bố cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi, mai bố nộp đơn luôn vậy. Bố đã quyết định như vậy thì cũng tốt, con ủng hộ bố. Mà bố này, chú Minh quý bố như vậy, con nghĩ thế nào chú ấy cũng biếu quà gì đó to tát đấy. Quà cáp gì nữa con, bố nuôi con được như vậy là nhờ chú Minh cả đấy. Anh xin nghỉ hưu luôn sao? Tôi thấy mình cũng nhiều tuổi, không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Hơn nữa đã mấy tháng tôi ngồi không, không có việc gì mà lương vẫn về đầy đủ. Tôi thấy ai nay lắm. Đằng nào vài tháng nữa tôi cũng về hưu rồi, nên tôi xin nghỉ sớm ở nhà chơi với cháu. Tưởng việc gì, lúc này công trình toàn ở xa nên tôi cho bọn nhỏ nó đi làm. Tôi tính giao cho anh làm một công trình ngay trong thành phố. Vậy tôi giao cho anh luôn nhé. Anh làm nốt công trình này rồi về hưu, được không? Anh còn nhớ khu đất mà tôi với anh đi mua nhiều năm trước không? Mảnh đất gần sông ấy. Ờ, tôi nhớ rồi. Anh tính làm gì với nó hả? Giờ tôi muốn xây một biệt thự ở đó. Anh chịu trách nhiệm công trình này nha. Vậy tôi sẽ về thiết kế và lên kế hoạch tổ chức thi công ngay. Anh xem xét có thể xong trong 3 tháng không? Tôi lo lắm, lúc này đang thiếu người. Anh cứ yên tâm, 3 tháng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó đúng thời hạn. Tốt lắm, tôi tin tưởng tuyệt đối ở anh. Công trình này rất quan trọng, tôi tin chỉ có anh mới có thể làm tốt được thôi. Sáng nay bố đã đến công ty xin nghỉ hưu chưa? Mà sao giờ vẫn thức khuya vậy ạ? À? Bố chưa được nghỉ hưu con à. Sau khi nghe bố trình bày, chú Minh đã giao ngay cho bố một công trình rồi. Giờ bố đang thiết kế để có thể đưa chú ấy xem trong thời gian sớm nhất, để còn triển khai xây nhanh cho kịp tiến độ. Bố không còn nhiều thời gian nữa. Cái gì? Bố đã cống hiến bao nhiêu cho cái công ty đó rồi? Không có công cũng có lao. Vậy mà giờ muốn xin về hưu sớm, đã không có quà, lại còn muốn bóc lột sức lao động của bố cho đến tận cùng vậy à? Không, bố à, đừng làm việc nữa. Để mai con lên nói với chú Minh, để bố nghĩ. Chứ ai đời sắp về hưu lại giao công trình, rồi lỡ đến ngày bố về hưu làm chưa xong lại bắt bố làm thêm à? Con đừng có nói như vậy. Được làm việc là niềm vui của bố. Hơn nữa công ty và ông giám đốc đã giúp đỡ bố và gia đình ta rất nhiều rồi con. Nhưng bố đã cống hiến quá đủ rồi. Suốt bao năm qua bố đã làm, đã không quản nắng mưa, có lúc đang bệnh mà vẫn cố gắng ra công trình. Công việc là niềm vui của bố, con cứ mặc bố. Sức khỏe của bố, bố biết, con yên tâm đi. Việc gì sao hôm nay con lại tới đây vậy? Là tôi kêu nó đến đây. Hôm nay là ngày quan trọng mà. Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng công hoàn thành căn nhà và mừng tiệc tân gia luôn một thể. Chủ nhân căn nhà đến rồi ạ. Ông ấy đâu? Tôi rất hào hứng được dẫn ông ấy tham quan và giới thiệu cho ông ấy về ngôi nhà này. Anh cho tôi xin một cái mũ bảo hộ. Từ hôm nay, căn nhà chính thức thuộc về anh. Và đồng thời công ty cũng chính thức cho phép anh nghỉ hưu theo chế độ. Chú, thì ra là chú đã... Tôi có công cán gì nhiều đâu mà lại được anh trao món quà lớn thế này.
Anh đừng nói thế, đây không chỉ là món quà từ tôi mà là từ cả tập thể công ty ta. Có sự hy sinh và đóng góp của anh trong 30 năm qua không nhỏ nên công ty mới có được sự phát triển như ngày hôm nay. Món quà này hoàn toàn xứng đáng. Người bạn nhỏ của tôi. Hay quá, anh ta chơi nhạc chẳng thua kém gì những nghệ sĩ lớn trên sân khấu. Thế cậu không biết anh ta cũng từng là một nghệ sĩ nổi tiếng hả? Thật á, thế sao giờ lại? Tại anh ấy gặp nhiều bất hạnh quá, gia đình đổ vỡ, vợ bỏ theo người khác, cho nên anh ta chán nản, bỏ việc đi lang thang, rồi bê tha rượu chè. Khi nào hết tiền uống rượu á, thì anh ta lại đàn dạo, chứ bình thường hiếm thấy anh ta chơi đàn lắm. Thế thì thật tội nghiệp. Chào anh, tôi đã xem anh biểu diễn mấy lần. Vậy ư, có việc gì không? Vâng, tôi thấy anh chơi đàn rất hay. Tôi có thể mời anh về chơi đàn cho quán bar của tôi được không? Anh yên tâm, làm ở chỗ tôi thì công việc ổn định, tiền lương cũng rất hậu hĩnh. Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần công việc, cũng chẳng cần nhiều tiền. Tôi chỉ cần thế này thôi. Ồ, một con mèo hoang. Mày đang bị thương à? Tội nghiệp, có vẻ đau đớn lắm nhỉ? Mày cũng lạc lõng, đơn độc và đau đớn như tao vậy. Được rồi, để kẻ cô độc này chăm sóc cho nào. Không ngờ chữa bệnh cho mày đắt thế. Hết sạch tiền của tao rồi, mà sao mày cứ nằm im thế? Thôi chết, có khi nào nó đói quá không? Nhưng mà hết tiền rồi. Vì mày mà hôm nay tao phải làm việc gấp 2 lần đấy. Rồi đây, ngoài tiền rượu ra, tao phải lo một khoản không nhỏ, tiền ăn và tiền thuốc cho mày rồi. Tốt rồi, vết thương đã lành hẳn, hãy trở về cuộc sống cũ của mày đi. Quen hơi rồi, không nỡ xa nhau ư? Nhưng tao chỉ là một kẻ lang thang nay đây mai đó, làm sao có thể cho mày ở bên cạnh được. Hay, thôi được rồi. Ôi, con mèo đáng yêu quá, có phải nó đang điểm nhạc không đấy? Hình như vậy, ngộ quá. Người chơi guitar giỏi mà anh nói đang ở trong này à? Vâng, đúng vậy, anh ta là chủ quán đấy. Chủ quán ư? Được rồi. Xin lỗi, chủ quán có đây không? Vâng, tôi đây. Là anh sao? Người đánh đàn dạo hồi nào? Là ông à? Vâng, nhưng ông tìm tôi có việc gì thế ạ? Tôi đang tìm một tay guitar cho quán bar của tôi, nên được giới thiệu tới đây. Không ngờ lại gặp được anh. Anh thay đổi nhiều quá. Chỉ trong một thời gian ngắn mà từ một nghệ sĩ lang thang lại trở thành một chủ quán thế này. Nếu ông lại mời tôi làm việc thì rất tiếc, tôi lại phải từ chối rồi. Trước đây tôi từ chối vì bất cần tất cả, còn bây giờ tôi từ chối vì tôi đã có công việc và mục tiêu riêng của mình. Còn tôi được thế này, tất cả là nhờ người bạn nhỏ này đây. Người bạn nhỏ là con mèo này ư? Đúng vậy, cuộc gặp gỡ với nó đúng là duyên số. Nó đã giúp tôi bớt cô đơn chán nản, sống tích cực hơn, bỏ được rượu, lại còn hỗ trợ tôi biểu diễn làm tăng thu nhập. Và thành quả ngày nay, ông cũng thấy rồi đấy. Đúng là một thay đổi đáng mừng. Quả là một người bạn nhỏ tuyệt vời. Điều kỳ diệu.
Tôi rất tiếc khi phải thông báo cho anh biết bệnh suy thận con trai anh đã chuyển sang giai đoạn 4 rồi. Giai đoạn 4 là như thế nào vậy bác sĩ? Có lẽ là thận của cháu đã bị tổn thương nặng hơn. Mức lọc cầu thận bây giờ chỉ còn 15-29ml trên một phút. Điều đó đồng nghĩa với việc từ tuần sau cháu sẽ phải thường xuyên đến bệnh viện để chạy thận. Bác sĩ xem có cách nào giúp cháu với. Nhìn thấy con như vậy, em thấy xót lắm. Cách tốt nhất với cháu là thay thận. Nhưng hiện tại ở bệnh viện không còn thận dự trữ. Khi nào có người đăng ký hiến thận, chúng tôi sẽ thông báo cho anh biết. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ, em về. Tuần sau em lại đưa cháu đến. Phong, thằng bé lại chạy đi đâu rồi? Phong, sao con ở đây? Con cái gì? Con để bố đi tìm mãi. Muộn rồi, bố con mình về thôi. Vâng ạ. Cháu chào bác, cháu về trước đây ạ. Con cố ăn nhiều nhé. Hôm nay con cảm thấy sức khỏe trong người thế nào rồi? Dạ, sau khi chạy thận, con thấy sức khỏe tốt hơn rồi ạ. Phong à, chiều nay con ngồi với ai ở ghế đá trong bệnh viện đi? Dạ, đó là bác vô gia cư. Bác ấy mới chuyển đến sống ở khu phố nhà mình. Mấy lần con đi học về, đều gặp bác ấy đi nhặt rác. Lần sau bố cấm con, không được tiếp xúc. Phong, con làm gì vậy? Bố bảo con bao nhiêu lần là không được tiếp xúc với người lạ mà. Bố, con xin lỗi, nhưng... Con còn đứng ở đấy à? Lên xe bố đèo về. Con hay thật đấy, sao không biết nghe lời bố vậy? Con xin lỗi, nhưng bác ấy trông rất đáng thương. Bác ấy không xấu như bố nghĩ đâu. Con còn bé nên không biết gì. Con chỉ nhìn thấy bề ngoài của người ta mà không hiểu lòng dạ bên trong. Nhớ ông ta lừa con bán đi thì sao? Bố đừng nghĩ oan cho người khác. Con bệnh nặng thế này thì ai còn muốn lừa con nữa. Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ đây. Thôi muộn rồi, con đi ngủ đi. Trời mưa to thế này, không biết bác ấy có tìm được chỗ trú mưa không? Ông ấy chắc đang trú ở gầm cầu hay là ngôi nhà hoang nào đó. Con đừng có lo cho người khác nữa. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình con à. Bố ơi, con nghe bố mẹ nói chuyện, bệnh của con nặng lắm phải không ạ? Không đâu. Chắc con nghe nhầm đấy. Bác sĩ nói với bố là con sẽ sớm khỏe thôi. Con phải lạc quan lên chứ. Bác ấy cũng nói với con như vậy. Bác ấy bảo điều kỳ diệu sẽ đến với con bố ạ. Bố cũng luôn hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với con. Dạ, em nghe đây ạ. Chào anh, tôi muốn báo tin vui cho anh chị và cháu. Hiện nay bệnh viện được hiến tặng 2 quả thận. Anh đưa cháu vào bệnh viện gấp để chúng tôi tiến hành phẫu thuật ghép thận cho cháu. Dạ, vâng ạ. Nhưng ai là người hiến thận cho con trai em vậy ạ? Đó là một người đàn ông vô gia cư. Ông ấy có tiền sử bệnh tim mạch. Cách đây vài tuần, ông ấy có vào bệnh viện làm thủ tục hiến nội tạng của mình. Đêm qua, ông ấy vừa mất do cảm lạnh. Vâng. Em sẽ đưa cháu vào luôn.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.